nhau câu viên Thủy Tiên. Câu viên là được mệnh danh là kỳ dị ma quái nhất. Do tình hình kinh doanh không đảm bảo ít khách đến tham quan nên công viên từ khi bỏ hoạt động từ năm 2004 cho đến nay là công viên bị bỏ hoang. Ở đây có một con rồng rất là to, rất kỳ dị, người ta gọi là công viên kỳ dị nhất top 10 trên thế giới luôn đó. Chúng ta sẽ đi để gần cận cảnh hơn để xem công viên được công nhận là kỳ bí ma mị như thế nào. Từ thành phố Huế mà đi lên công viên thì mất khoảng 10 cây số, nằm ở phía tây nam của thành phố. Thông tin là công viên này sẽ bị hủy bỏ và chủ đầu này cũng bị hủy bỏ luôn để bàn giao mặt bằng cho gia chủ đầu tư mới. Thông tin bảo là tới tháng 3 năm 2024 sẽ đập phá công trình này. Là đông. Đảm bảo cho mọi người tham quan cái cầu rồng này là người ta cứ kịp không nên vào sắp tham quan để tận gặp nhiều rủi ro vì cầu rồng này là khá cũ rồi. Công viên này thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài vì khá nổi tiếng trên cái mặt báo nổi tiếng của thế giới. Nhiều thông tin đại chúng đưa tin về cái con rồng ma mị này nên khi nào mà khách du lịch đến Huế là muốn lên đây tham quan. Nếu đi bằng xe máy thì sẽ đi vào trực tiếp luôn cái con rồng này, nếu đi ô tô thì phải đi bộ tầm hơn một cái số để đi vào con rồng. Đây có
sẽ trưng bày rất là cổ, là bằng xi măng. Thông rất là đẹp. Cũng được tạm trộn với hai con rồng hai bên. Nên chuẩn bị được dỡ bỏ ra. Theo kế hoạch thì đây sẽ làm một dự án mới, một công viên mới. Sẽ đi vào hiện cộng đồng để tham quan. Càng cấm là người ta càng vào tham quan. Bóng rồng to. Sông nhìn cảnh rất là đẹp. Cù rồng rất là hoành tráng luôn các bạn. Chúng ta đi lên trên.
Bên ngoài cộng đồng này gương kính bể rất là nhiều. Bây giờ chưa là bị bỏ hoang nên xuống cấp rất là nghiêm trọng. Toàn bộ con rồng ở hướng khác. Hello, hola. Chúng ta mình đi đến đầu rồng.